sao anh vẫn chơi Roblox được vậy? Nó đang sập mà. Hả? Thế thì chắc khả năng là bạn vẫn không biết tôi là ai rồi. Còn nếu như các bạn chưa biết tôi là ai thì ayo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Như các bạn đã biết thì hiện tại Roblox vẫn đang bị sập ở server Việt Nam. Mà tất cả các cái đất nước trên thế giới không bao giờ bị sập, mà chỉ có nguyên Việt Nam bị sập các bạn ạ. Cay thật sự đấy chứ. Tôi biết là cái thời điểm này á, có rất là nhiều bạn mà vì Roblox bị sập nên là ăn không ngon, ngủ không yên, học hành không tập trung, không muốn làm bất cứ cái gì cả đấy. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn vào Roblox trong cái thời kỳ đại khủng hoảng mà Roblox bị sập như thế này các bạn ạ. Đấy, để giải đáp cho cái câu hỏi là sao anh vẫn chơi Roblox được vậy, nó đang bị sập mà, thì ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn. Đầu tiên thì ở trên YouTube hiện tại đã có rất là nhiều video hướng dẫn rồi, nhưng mà tôi thấy nó khá là lằng nhằng đấy, là phải fake IP là các kiểu con đà điểu, rồi ôi đau đầu. Chỉ một bước duy nhất đấy. Ví dụ như các bạn muốn chơi thêm gì như bạn này đã bình luận ở kênh của tôi, đó chính là cái tựa game đây, sinh tồn với 1000 ông kệ GEF đúng không? Đấy, tôi sẽ search cái tựa game nó ra, đó là GEF Roblox. Roblox. Đấy, tôi sẽ tìm cho mình một cái anh YouTuber nào tôi yêu thích đấy. Kiểu gì kiểu các anh YouTuber đấy cũng sẽ để một cái link game ở phía bên dưới. Ví dụ tôi sẽ chọn cái anh Skate này đi. Sau đó tôi sẽ vào cái phần play. Ok chưa? Và phần play này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng ở trên trang web Chrome hoặc là cốc hoặc là bất kỳ một cái trình duyệt nào các bạn chơi ở trên PC. Và hiện tại tôi đang hướng dẫn ở trên bản PC nha. Tôi sẽ bấm vào mở clean này lên. Bấm vào cái tựa game này và bấm vào chơi. Sau đó mở clean lên, auto nó sẽ vào cho mình cái tựa game mà mình muốn chơi. Đó, và ví dụ đây là cái tựa game GEF này. Đó, tôi đã vào được Roblox rồi các bạn. Cần gì phải fake IP đâu, được chưa? Được của nó đấy. Đấy, tôi sẽ chơi thử một ván cho các bạn xem nhá. Bây giờ tôi sẽ đi lụm đồ này. Let's go, let's go. Đấy. Hoặc là tôi có thể đi đây, ví dụ tôi còn thấy cả quái vật đây này. Đấy. Xui ơi, mày vào đây. Ôi nhưng mà em không có... Từ từ. Em chưa có vũ khí mà. Đừng. Nào. Ai ôi, nó cắn đau quá. Nào, chưa có cái gì. Nhai đầu tôi này các bạn ơi. Đó, bạn đã chết rồi. Ủa lắm, hoàn toàn là bạn ra đây rồi. Ui ôi, nó còn xé cả áo của tôi. Áo tôi rách tả tơi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Và đó là cái đầu tiên mà tôi hướng dẫn cho các bạn chơi cái trò tựa game GEF đấy. Tiếp theo nhá, ví dụ ôi giời, nó vẫn lỗi đây các bạn thấy không? Đây. Các bạn có thể hiện ở đây. Nó vẫn đang lỗi này. Hoặc là tôi có thể thoát ra màn hình chính, tôi vào lại cái Roblox cho các bạn xem. Đó, vào ngay cái ứng dụng của Roblox nó vẫn đang bị lỗi như thế này. Đấy, vậy thì làm sao để khắc phục? Như tôi đang hướng dẫn vừa rồi là bước đầu tiên. Hoặc là các bạn có thể vào Google các bạn search Roblox food đúng không? Roblox Fruit. Đấy, nó sẽ hiện ra cái phần game ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần game Roblox Fruit này. Nó sẽ cho chúng ta một cái bảng này. Và vẫn như thường lệ chúng ta sẽ bấm vào chơi. Sau đó là chúng ta mở clean lên. Đấy, tôi sẽ chơi Roblox Fruit cho các bạn xem đấy. Các bạn chưa bao giờ thấy tôi chơi Roblox Fruit đúng không? Nhưng mà không phải là không có video quay là tôi không chơi đâu các bạn. Tôi vẫn chơi bình thường. Chẳng qua là nó hơi bị amalitail nên là tôi không dám quay cho các bạn xem. Sợ các bạn chê. Là thế cả thế đấy. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, tôi vẫn đang ở cấp 1264. Vậy là tôi còn phải 300 cấp nữa thì tôi mới lên được level max đúng không nhỉ? Hay cấp level max ở trong Roblox là gì? 2500 à? Ui ôi, dã man con ngan đấy. Và hiện tại tôi đang dùng trái Phật tổ. Tôi không biết là bây giờ có bạn nào dùng trái Phật tổ nữa không, nhưng mà tôi vẫn đang dùng trái Phật tổ. Nó hơi bị amali đều tí. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ ở đây nhá. Nào, biến thành nhỏ nhỏ đi để tôi nhận nhiệm vụ cái. Đây, tôi sẽ nói chuyện với các cái ông thuyền trưởng này đây. Tôi đang chiến đấu với cả mấy cái ông gọi là thủy thủ đoàn. Tôi không nhớ đây là cái tàu gì nhỉ. Đại loại là bây giờ cấp tôi đang thấp, tôi chưa max level thì tôi vẫn phải đi farm cấp với các bạn ạ. Còn mà các bạn nào mà muốn chơi một cái nick, con nick nào ngon ngon, có rất là nhiều trái gọi là trái ác quỷ gọi là V3, V4, trái mochi này kia ấy mà cấp full rồi ấy, thì các bạn có thể vào shop của anh bqthanh.com nhé. Bạn này cũng có trái Phật tổ giống như mình này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải đi farm với các bạn này. Rồi, mấy cái thằng thủy thủ đâu ấy? Ra đây cho anh farm thị phạm cho các bạn tí lại đây rồi. Tôi có thấy mấy cái thằng thủy thủ đây. Và sau khi là tôi chơi trái Phật tổ thì tôi còn có cả thêm một cái trái gọi là trái mele điện các bạn này. Đấy, đấm điện. Đấy, khỏe chưa? Trời ơi, sốc điện một vài phát là Amali hiệu ngay. Đâu ai? Mấy thằng kia đâu? Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải đánh 8 thằng thủy thủ này các bạn ạ. Ủa sao không vào được, to quá. Hiện tại tôi đang bị to quá nên là tôi không... Mấy thằng thủy thủ đâu rồi tôi không biết rồi. Đây rồi. Một. Ủa? Đây khỏi thủy thủ à? Đây là cái gì? Nhầm rồi. Hả? Nhầm rồi các bạn ơi.
đường đi đánh mấy cái thằng thủy thủ đoàn đâu nhỉ? Lâu lâu tôi không chơi Roblox nên tôi quên mất. Đây, tôi có thể cho các bạn xem. Tôi không cần phải biến. Tôi không cần phải biến thành Phật tổ. Tôi có thể đấm chay được ở đây nhưng mà nó hơi lâu. Vậy tại vì trái Phật tổ nó sinh ra là chỉ để farm thôi chứ không, nó không đánh được nhau các bạn. Đó. Nào vào đây. Vẫn chưa chết. Đấy các bạn thấy không? Nếu mà tôi đánh chay như này á, đánh rất là lâu. Đấy, nên là tôi phải dùng trái Phật tổ. Đây tôi sẽ nâng cấp lên. Đấy, tôi sẽ nâng cấp chỉ số này, nâng cấp cận chiến lên lên level max luôn. Đấy, đấm cho sướng các bạn. Đúng, hợp lý. What a. Nhưng tôi sắp hết máu rồi. Sắp hết máu rồi, tôi phải biến thành Phật tổ rồi. Nam mô. Ha. What a. Ok chưa? Ok chưa? Vẫn còn hai con nữa các bạn ơi. Cố. Tôi cố nốt hai con nữa rồi xong rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách tiếp theo. Đâu? Đâu rồi? Mày vào đây. Nói xuôi ơi. Đâu còn thằng nào nữa không? Đây bên khu vực này vẫn còn một thằng các bạn ơi. Nào. To quá không qua được các bạn, cay thật. Họ. What a. Đấy, sóc điện ngay. Ui giời ơi. Ok kìa. À tôi lên được cấp tiếp rồi các bạn ơi. Đó. Và tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ một cái anh trên thủy thủ đoàn này. Đấy, giao cho tôi. Và đó là Black Food các bạn. À tiếp theo, tựa game tiếp theo đó chính là cái gì nhỉ? Một tựa game rất là hot bây giờ đó chính là Skibidi Tower Defense. Let's go. Và để mà chơi được Skibidi Tower Defense thì ở trên Google khả năng nó vẫn chưa ra cho chúng ta. TBD Tower Defense đó. Ở trên Google thì nó sẽ không ra đâu các bạn ạ. Khi mà chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ không ra đâu. Đấy, nên là tùy từng tựa game chúng ta sẽ phải có từng cái cách khắc phục khác nhau. Mặc dù nó hơi bị amali dối một tí, nhưng mà đây sẽ là cái cách dễ nhất cho các bạn chơi cái tựa game mà các bạn yêu thích. Đó, được chưa? TBD Tower Defense, tôi sẽ tìm một cái người nào đó có một cái link ở phía dưới, ví dụ như anh này. Đó. Một cái anh người nước ngoài này sẽ có một cái link game ở dưới này, đó. Và đương nhiên là chúng ta sẽ chỉ cần bấm vào và chơi như bình thường thôi. Skibidi Tower Defense. Đó chứ. Skibidi Tower Defense của chúng ta. Ok. Chúng ta đã vào được cái Skibidi Tower Defense. Mặc dù là cái khâu đi tìm này nó hơi bị vất một tí. Nhưng mà đó là cách mà dễ nhất rồi. Không cần phải fake IP, không cần phải làm cái gì rườm rà như các cái YouTuber khác hướng dẫn các bạn. Đúng, đúng. Đấy, tôi một phát là được ngay. Nhưng mà hiện tại là tôi đang quá là amilitail, không có một tí tiền nào cả mà chỉ có một con unit đều rồi, sờ Pickerman Basic các bạn ơi. Ôi giời ơi. Nên là tôi nghĩ là tôi không thể đánh được ai rồi, tôi đã làm rất là nhiều video về cái tựa game này rồi. Đấy. Như các bạn có thể thấy là những cái video đấy phát đầu tôi không đánh được ai. Đấy. Nên là tôi phải cày ế ra quần nên là khá là lâu. Đấy. Nên là tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách vào game thôi. Bây giờ ví dụ tôi thoát ra này. Thoát ra. Đấy, tôi thoát ra thì nó vẫn bị lỗi. Nhưng mà có một cách khắc phục hơn nữa. Đó chính là chúng ta sẽ phải fake IP ở trên PC. Nhưng mà nó rất là rườm rà nên là chắc là tôi sẽ để sau các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cả cái cách khắc phục ở trên điện thoại mà các bạn có thể thấy là iPhone. Đó, chúng ta sẽ vào cái phần Roblox ở trên iPhone này. Như các bạn có thể thấy là hiện tại là cái iPhone của tôi vẫn đang bị lỗi ở trên server. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải vào cái App Store và chúng ta sẽ phải search ra một cái ứng dụng fake IP. Mà một trong những cái ứng dụng mà tôi tin dùng nhất đó chính là một cái ứng dụng 1.1 đây. Đây, cái ứng dụng này sẽ là một cái ứng dụng gọi là fake IP cho chúng ta. Không phải là server Việt Nam nữa mà sẽ là một server của một đất nước khác nha các bạn. Và cái ứng dụng này là tôi đã tải rồi, như các bạn có thể thấy giao diện ở đây. Tôi sẽ bấm vào mở. Mở nó lên. Đó. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Các bạn chỉ cần bấm vào đây để bật nó lên thôi. Ok, chúng ta đã được connecting, connect ở đây rồi. Sau đó chúng ta sẽ vào Roblox. Ok, nó vẫn đang bị lỗi đúng không? Chúng ta sẽ phải bấm thử lại. Khi mà chúng ta kết nối với cả là cái fake IP rồi thì đó. Các bạn có thể đến đây đây. Trời ơi, giao diện Roblox đã hiện ra. Đó. Và các bạn, nhiều bạn đã hỏi cho tôi là tên Roblox của tôi là gì. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên góc màn hình đây. Wheeler16, ok. Các bạn nào mà muốn chơi game với tôi thì có thể kết bạn với tôi ở trong Roblox. Và tôi sẽ chơi game của các bạn. Ok chưa? Đó, rất là nhiều tựa game chúng ta vẫn có thể lựa chọn rất là dễ dàng ở đây. Và không cần phải làm bất cứ một cái gì gọi là rườm rà, chỉ với hai bước duy nhất là: một là tải fake IP, hai là vào game, xong.
đấy, đơn giản như rồi rồi sao phải phải dám dối, quá chuẩn luôn. Và đó là ở trên bản iPhone, còn bây giờ chúng ta lại đến tiếp tục với đó chính là bản Android. Và hiện tại ở đây tôi không có điện thoại Android thì tôi sẽ phải dùng một cái giả lập ở trên máy tính, giả lập Android ở đây thì nó cũng sẽ giống như một chiếc điện thoại bình thường nữa các bạn. Đó thì bây giờ là chúng ta sẽ thử vào Roblox, khi mà chúng ta bình thường là chúng ta sẽ bị lỗi ở trên Roblox như thế nào nhá. Đó, nó vẫn đang bị lag như này các bạn ơi. Đó, cực kỳ là lag luôn khi mà chúng ta không sử dụng cách đúng cách. Đấy, nó vẫn đang bị lỗi đấy các bạn ạ. Ok, bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là một cách, đó chính là trên Android thì chúng ta sẽ phải vào, vẫn là vào cái App Store này, và chúng ta sẽ tải cho tôi cái 111 là vẫn là cái ứng dụng Fake IP giống như ở trên iPhone. Chúng ta sẽ tải về, tải rất nhanh đấy các bạn ạ, tại ứng dụng này rất là nhẹ. Rồi chúng ta mở lên nhé. Ra mở lên này thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi đây. Chúng ta cứ bấm đây đi, liên tục. Đó, chúng ta ấn accept là đồng ý này. Và chúng ta sẽ vào cái phần tải VPN, ok. Đó, sau đó nó sẽ hiện ra một cái bảng như này, chúng ta chỉ cần bật lên là xong. Đó, và các bạn nên nhớ là các bạn vẫn phải giữ cái ứng dụng này khi mà các bạn chơi Roblox nha. Đó, chúng ta sẽ về trang chủ này. Chúng ta sẽ vào lại Roblox để xem có vào được không nha. Vâng, và chúng ta đã vào thành công. Các bạn thấy đỉnh nhá, nếu mà các bạn thấy đỉnh thì cho tôi một tràng pháo tay. Quá đỉnh cao luôn. Đấy. Và nếu như các bạn thấy video này gọi là bổ ích cho các bạn thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới, và đặc biệt là nhớ like video và đăng ký kênh, và đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ tôi ra nhiều video hơn các bạn. Đấy, tôi đã hy sinh tất cả, tôi hướng dẫn các bạn cách vào Roblox được, thế mà các bạn lại không đăng ký kênh cho tôi thì quá phí các bạn. Đấy, những cái tựa game tôi chơi cũng khá là vui vui. Rồi, bây giờ là tôi có lẽ là tôi sẽ kết thúc video tại đây thôi, và tôi sẽ vào tôi farm tiếp những cái thứ ở trong Roblox này các bạn thấy không? Đây, các bạn thấy không? Các bạn bè của tôi đây, có ai vào được Roblox đâu. Trời ơi, khổ thân lắm đấy. Nên là các bạn mà được tôi chia sẻ cách vào Roblox là cực kỳ là ok la rồi đấy. Tôi sẽ vào trong Roblox phút tôi phạm tiếp rồi các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Peace.